Thưa quý vị, thời điểm Tết là lúc tiêu thụ rau màu của người dân tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nông dân quận Ô Môn đã tập trung xuống giống các loại rau màu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng rau sạch, đảm bảo cung ứng thực phẩm an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thời điểm này, anh Nguyên Thanh Phú, ngụ tại Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn, đang trồng xen canh các loại rau màu như rau muống, cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, ngò rí trên diện tích 1.500 m² để cung ứng cho thị trường Tết. Để vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, vừa tạo điều kiện ổn định đầu ra, anh Phú linh hoạt trồng trải vụ rau màu sao cho thời gian thu hoạch phân bố đều vào các thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thương lái nó đặt mình trồng cái rau đó vậy đó thì mình chỉ làm theo yêu cầu thôi. Năng suất Tết thì rau thì cả 4 tấn rau đó, trừ chi phí chắc kiếm có khoảng 5-6 triệu được. Hy vọng thì cho rau cải nó có giá đặng cho mà ăn Tết cho nó hơi vui vẻ chút. Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này, anh Huỳnh Hữu Hoai, ngụ tại khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, lại tất bật chăm sóc, tưới bón rau màu. Rau trồng Tết là rau mùng tơi và ngò rí và một số bắp. Khoảng 27-28 là mình có bắt đầu thu hoạch mấy ngày đó, cao điểm đó. Đó mình thu nhập mấy ngày đó thì mình bán chợ dễ bán hơn. Mình thu nhập xong một đợt rồi 1.000 m² này khoảng 1 tấn. Theo thống kê, hiện nông dân trên địa bàn quận Ô Môn đã xuống giống rau màu được 1.438 ha, đạt 105,1% so với cùng kỳ năm trước, tăng 4 ha. Các loại màu chủ lực được nông dân gieo trồng nhiều trong dịp này là mè, bắp, dưa hấu và rau cải các loại, tập trung ở các phường Trường Lạc, Long Hưng, Thới An, Thới Long, Thới Hòa. Các diện tích rau màu đang trong giai đoạn phát triển tốt. Phòng cũng đã chỉ đạo các trạm là thứ nhất là cho bà con thăm đồng thường xuyên để mà đảm bảo được phòng chống dịch hành cho nó đảm bảo hiệu quả. Phòng cũng đã phối hợp với các chợ cũng như các đầu mối tiểu thương là đảm bảo tiêu thụ bà con trong thời gian tới để đảm bảo làm sao nguồn hàng không bị gián đoạn và cái giá cả đảm bảo được lâu trong thu hoạch trong năm 2023 này. Hiện giá rau màu đồng loạt giảm do đây là mùa sản xuất chính trong năm. Tùy theo từng loại rau màu mà giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Tuy nhiên, dự kiến của một số nhà nông, trong Tết giá rau sẽ tăng lên, hứa hẹn sẽ đem lại một năm mới sung túc cho nông dân.